Luyến đâu? Luyến đâu? Nào, ngươi gọi gì mà như bò gọi con thế? Luyến ơi! Luyến! Có chắc nó ở đây không ấy chứ? Chắc như tôi là chồng của bà. Cười nhớ nhỉ? Cứ như trò đùa của ông. Ông lúc nào cũng đùa nhỉ? Biết nó ở chỗ nào cơ chứ? Luyến đâu? Luyến! Luyến đâu? Bà cho cháu hỏi hả? Có cô nào tên là Luyến ấy ở đây không ạ? Cái gì? Mà cô Luyến ấy ạ. Cái gì vậy? Cô, ở đây không bán miến. Không, không phải miến. Mà tên là Luyến. Luyến. Đây không bán miến. Bà bị điếc. Miến. Kêu lên thành phố, tường nhà cao cửa rộng thế nào. Như cái chủng bò. Bà này, đẻ ra nó mà không biết tính nó à? Nó tiết kiệm. Tội gì mà thuê nhà cao cửa rộng, tốn kém. Tiền nó phải găm vào người nó chứ. Vâng, tiết kiệm quá cơ. Tiết kiệm mà về quê còn thuê khách sạn, chứ có về nhà đâu. Khách sạn là một khách sạn, đấy là nhà trọ. Có thế thì nếu mới giả hết nợ được cho chồng. Rồi, vâng, chỉ được cái, mỗi cái việc thì được cái việc gì. Ôi, bà ấy đây đấy. Luyến đâu? Mày thấy bố mẹ lên mày đóng cửa à? Luyến! Luyến ơi! Luyến! Ê! Đứa bỏ mẹ nào đấy? Không phải, đàn ông. Không, 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 không có gì. Không có gì đâu. Ôi, chịu đấy. Biết chỗ nào mà tìm. Ông bà đang ra lên chơi đấy ạ? Cháu nó đang làm ngoài chợ. Để tôi đi ra tôi gọi cháu nhá. Không ra nào. Trước thôi. Bây giờ hết rồi. Vâng, còn mụ già này. Nó ngồi trong nhà mà mình gọi từ đấy giờ mới ra. Thế ông bà lên có việc gì không ạ? Việc của nhà tôi. Chứ việc của nhà bà mà thóc mách. À, mà bà vẫn bám vào con Luyến nhà tôi đấy hả? Ơ, cũng phải thôi. Không bám vào con mình á. Có mà chết mục xương. Bà này, ơi phiền bà. Bà chỉ hộ tôi xem là con Luyến nó ở cái chuồng nào để tôi vợ chồng tôi vào coi. Bà không phải lo. Cứ chỉ đi. Vợ chồng tôi lên đây không trộm cắp gì của nó cả. Mà bà không chỉ, tôi cứ ngồi đây đấy. Thì mình cứ ngồi đây thôi chứ thì phải đi đâu. Ngồi đây cho đỡ mỏi chân. Thức. À mà không. Đứng lên. Sao không ngồi? Đứng lên. Ông đứng lên. Sao phải đứng lên? Đứng cho nó oai. Đứng lên. Ngồi cái gì? Mình đẻ ra nó, đúng không? Mình nuôi nó lớn như thế này. Mình đến đây, nó phải đón rước mình. Thế mình cứ ngồi đây thì hàng xóm người ta nhìn vào rồi mất mặt mình, mất mặt con gái mình. Đứng đây. Thôi, thế ông bà muốn đợi ở đây thì để tôi ra chợ, tôi xin ý kiến của cháu. Nói như là lãnh đạo ấy. Nó có mụn già này, nói đi là đi đấy. Ô, ai thế này? Ông bà mới lên à? Bà Tinh, bà Tinh! Này, thông gia người ta lên đi thăm gì. Mời người ta vào nhà thuốc nước rồi ít ra cũng phải có con gà con qué gì chứ lại ai để thế. Con nhọn con gà chuột nó cắn chết rồi chú ạ. Ơ kìa, bà cứ mở cửa mời vào. Có ông này ở đây đố thằng nào dám ăn trộm ăn cắp. Đúng rồi, một phường cả. Dạ. Nhạc phụ nhạc mẫu. Ai nhạc phụ nhạc mẫu với mày? Mày cưới chui con gái tao khi nào mà nhạc phụ nhạc mẫu hả? Chứ sao gì chả thế. Thằng này giúp tay nào. Anh bỏ tao ra. Đợt trước mày làm sái tay vợ tao, bây giờ vẫn chưa khỏi đâu. Vẫn chưa khỏi à? Chưa khỏi đâu. Bỏng gần đấy. Nào xin mời, xin mời. Để giúp cho. Thôi bỏ ra.
Ô hay, đi đâu đấy? Đi vào nhà. Nhầm chuồng rồi. Đi lối này cơ ông bà. Bà đi nhanh cái chân lên. Thì tưởng ông bà thích ở nhà con rể. Đồ trộm đối cướp chứ rể cái gì. Đến lươn à? Đôi lươn chúa đã có mặt ở đây. À, xin chúc mừng.